Xin chào các khán giả của Buôn Làng Giải Trí. Thưa quý vị, tính đến giữa tháng 9, Việt Nam đã ghi nhận gần 600.000 ca nhiễm COVID-19, đứng thứ 49 trên 222 quốc gia và vùng lãnh thổ. Nhiều nghệ sĩ Việt cũng đã trở thành F0. Và trong suốt thời gian chữa bệnh, họ vẫn luôn giữ được tinh thần lạc quan và cùng chia sẻ kinh nghiệm phòng tránh chữa bệnh cho mọi người. Diễn viên Kim Đào nhận được kết quả xét nghiệm nhanh dương tính vào ngày 12 tháng 7. Trước đó thì cậu con trai được xác định là F0 và nghiễm nhiên cô là F1. Sau đó thì hai mẹ con cùng được đưa đi cách ly và chữa trị. Diễn viên Kim Đào khỏi bệnh sau gần một tháng chữa trị. Trong quá trình đó, diễn viên Kim Đào không hoang mang mà rất bình tĩnh, luôn tự nhủ bản thân phải mạnh mẽ, không chỉ vì cô mà còn có cậu con trai phải chăm sóc. Những ngày điều trị, diễn viên được các đồng nghiệp trong nghề quan tâm, giúp đỡ từ thực phẩm, chăn gối, quần áo đến cả thuốc uống. Sau 2 tuần chữa trị COVID-19, cả hai mẹ con cô đã khỏi bệnh. Cô cũng để lại lời nhắn nhủ đến mọi người. Điều quan trọng để mình có thể chữa khỏi COVID-19 chính là tinh thần lạc quan, bình tĩnh chữa trị và tuân theo lời khuyên của bác sĩ vì mỗi người có một cơ địa khác nhau. Đến cuối tháng 7, 6 người trong gia đình của nhạc sĩ Trọng Thịnh cũng xác nhận là bị nhiễm COVID-19. Nguồn lây được dự đoán từ chung cư gia đình đang sống. Nhạc sĩ Trọng Thịnh quyết tâm chiến thắng bệnh COVID. Trong quá trình điều trị, nhạc sĩ Trọng Thịnh phụ thuộc hoàn toàn vào máy thở, không ăn uống được nhiều. Sau gần một tháng điều trị, ngoại trừ nhạc sĩ Trọng Thịnh vẫn phải ở lại quan sát thêm vì chỉ số chưa ổn định. Con vợ và hai con của anh đều bình an vượt qua cơn đại dịch. Nhạc sĩ Trọng Thịnh chia sẻ, luôn tự nhắn nhủ phải cố gắng giữ vững tinh thần. Khó khăn nhất là những ngày đeo máy. Sau giai đoạn nguy kịch, anh dần dần từ bỏ máy thở, cố gắng vận động để cơ thể không bị mệt mỏi. Không may mắn như những trường hợp ở trên, tình trạng bệnh của diễn viên Lữ Đắc Long hay ca sĩ Phi Nhung thì nặng hơn và phải rất vất vả mới có thể vượt qua được giai đoạn nguy hiểm. Diễn viên Lữ Đắc Long từng là một diễn viên võ thuật, đối diện với những cảnh quay nguy hiểm, nhào lộn, nhảy xe đều rất bình tĩnh. Nhưng riêng với căn bệnh COVID-19 thì khác. Anh cảm thấy bất lực khi nhận được tin mình dương tính, mất dần vị giác, người sốt cao, cổ họng đau nhức, cơ thể run rẩy, không thể vận động. Không giống những lần nhập viện vì bị thương do những cảnh quay, lần này anh phải chống chọi với căn bệnh quái ác hơn 20 ngày. COVID-19 là căn bệnh nguy hiểm và có nguy cơ lây nhiễm cao, bởi vậy ai cũng có thể trở thành F0. Điều quan trọng giống như chia sẻ của các nghệ sĩ đã vượt qua căn bệnh này, đó là chúng ta phải giữ một tinh thần lạc quan, tuân thủ nghiêm túc các hướng dẫn điều trị y tế để nhanh chóng khỏi bệnh và phục hồi sức khỏe. Đến đây thì Buôn Làng Giải Trí cũng đã kết thúc rồi. Xuân Quỳnh cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.